Anh ở cái vị trí là một người lái xe thì anh thấy cái xe này nó xem so với trong cái phân khúc này mà chạy dịch vụ thì anh thấy như thế nào? Nếu mà xe so xe cùng phân khúc ấy thì sự rộng rãi, rộng rãi này, và cái độ vọt của xe rất tốt. Đây, bây giờ thì mình đã có mặt bên trong một chiếc VF E34 để trải nghiệm dịch vụ Green Car các bạn nhé. Đây là giá cước của dịch vụ Green Car. Mở cửa là 20.000 này, từ km tiếp theo đến km thứ 25 là 15.500 đồng và từ km thứ 26 trở đi là 12.500 đồng. Đó là dịch vụ Green Car trên VF E34. Các bạn có thể đặt qua 3 kiểu nhé. Đầu tiên là app này, app các bạn cài đặt trên điện thoại này, hoặc là gọi qua tổng đài 1900 2088 này, hoặc là các bạn có thể vẫy như xe taxi truyền thống. Với những bác mà không sử dụng điện thoại thông minh hay là không muốn gọi qua tổng đài thì có thể gặp thấy ở trên đường, các bạn có thể vẫy hoặc là đến các cái trung tâm thương mại của Vin. Thì mình thấy thời điểm hiện tại ở các cái khu đô thị như Vinhome, Smart City hay là Ocean Park thì những cái chiếc xe VF E34 đã xuất hiện khá là nhiều của cái dịch vụ Green Car này các bạn nhé. Còn đây, ngồi bên cạnh mình là một anh bác tài của dịch vụ Green Car của GSM anh em nhé. Và như các bạn thấy, đây là đồng phục của Green Car, nó sẽ khác với Luxury Car. Luxury Car thì đồng phục sẽ là áo vest đen và áo sơ mi trắng ở bên trong nó, và cũng có các cái tiêu chuẩn, ví dụ như tài xế cao trên 1m7 hay là có thông thạo tiếng Anh để có thể giao tiếp với những người nước ngoài. Còn với VF E34, dịch vụ Green Car nó sẽ phổ biến hơn và sẽ có nhiều xe hơn và sẽ tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng hơn, và bởi giá bán nó cũng là giá dịch vụ nó cũng rẻ hơn. Với Luxury Car thì sẽ là 21.000 trên 1 km với tất cả các km trên toàn tuyến các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ hỏi một chút về bác tài này xem. Với dịch vụ Green Car thì cái tiêu chuẩn khi các anh nộp hồ sơ vào để được tuyển vào làm thì nó có cao không anh nhỉ? Nói chung là lúc vào thì tiêu chuẩn là anh em là phải có bằng B2 này, và lái xe ở các lái xe công nghệ và lái xe hợp đồng. Đấy là những tiêu chuẩn đầu tiên. Xong là lúc đấy là bên tuyển dụng sẽ tuyển dụng, là xong rồi anh em mình đi lái thực hành luôn. Thực hành luôn là xong rồi là sẽ được nhận vào. Xong rồi là mình sẽ phải đi khám ở bệnh viện của Vinmec ngày hôm sau luôn. Có đi khám sức khỏe là có quá trình đi khám ở Vinmec nữa. Và lúc đấy là nó sẽ có ra những cái yêu cầu của hợp đồng là anh không sử dụng chất cấm này. Rồi không có bệnh truyền nhiễm. Rồi. Đấy. Là xong rồi là mình sẽ đợi là bên tuyển dụng là họ sẽ gọi điện cho mình. Là xong bắt đầu là mình sẽ đi được đi đào tạo trong vòng 3 buổi anh ạ. 3 buổi. Nó là xong có cả đào tạo về cách ứng xử với cả khách hàng luôn anh. Vâng ạ, có 7 cái tiêu chí phục vụ khách hàng ấy ạ. Vâng. Là đào tạo là nói chung là chuẩn chỉ luôn, sau này bọn em sẽ áp dụng 100% về thời gian sau này là để đạt được cái dịch vụ 5 sao của Xanh Anh Em ạ. Có nghĩa là mình cũng sẽ có cái kiểu như kiểu là thành tích qua từng năm được đánh giá như thế nào đúng không? Cái đấy là chính sách của công ty là bọn em sẽ cập nhật sau ạ. Vâng ạ. Cho em hỏi một chút là nếu như ví dụ như nó chẳng may chẳng hạn mình mà có những cái lỗi chẳng hạn thì có cái chính sách để phạt tài xế hay như thế nào ạ? Nó sẽ có những cái chính sách để đánh phạt lỗi của tài xế, ví dụ như là tác phong chưa chuẩn chỉ này. Rồi. Trong cái 7 cái mục đào tạo của rồi. Công ty và đồng phục và một thứ số nữa em cũng chưa cập nhật được. Vâng. Tại vì là nó cái lúc nào chính sách nó có là mình sẽ còn phải tiếp tục mình học tiếp. Rồi. Vâng, để mình thực hành cho nó đầy đủ ạ. Ví dụ mà một ngày, ví dụ mình sử dụng xe của công ty này, một ngày có yêu cầu là phải chạy được tối đa bao nhiêu tiếng không anh? Hay là hiện giờ thì hôm nay là hôm nay là sau đấy chứ không phải là ngày hôm nay. Vâng ạ, thì cái đấy em cũng chưa được nhận được thông tin. Tại vì là chắc là cũng phải mấy hôm nữa thì cái chính sách đấy thì bên đội trưởng bên trên xuống đội trưởng sẽ thông báo cho bọn em sau. Cái thanh toán của mình nó cũng giống như Luxury Car không anh nhỉ? Nó là cái thiết bị cầm để thanh toán. Vâng, cái máy POS có. Bọn em là hôm nay để lại làm việc nên là em sẽ cất đi cho nó gọn gàng các thứ vào. Mình thanh toán lương cũng giống như cái dịch vụ kia, có nghĩa là mình sẽ có một cái tài khoản để nhận cái hoa hồng luôn về cái tài khoản của mình. Có nghĩa là mình sẽ có ví trên. Đấy. Ví trên và đấy. Ví dưới. Ví trên là ví để là lúc bọn em chạy xong là tiền sẽ trừ công ty sẽ nhận một phần, còn hoa hồng sẽ về tài khoản của mình. Vâng. Và cái tiền trong tài khoản của mình sẽ có thể sử dụng được một cách bình thường như cái tài khoản ngân hàng. Vâng, mình đúng không? Rồi anh ạ. Nó có khác so với các cái bên khác thanh toán khác không nhỉ? Ví dụ như Grab, Airbnb
Nó có trả hoa hồng luôn cho mình không hay là đến cuối tháng bên, mình mới nhận luôn đấy? Bên Grab thì là với Bi thì là xe mình sẽ phải đầu tư là xe. Còn bên GSM là rồi. Xe của công ty. Em đang muốn hỏi về cái phần tiền lương ấy, cái tiền nó trả cho mình từ cái dịch vụ mình chạy hàng ngày. Hoa hồng thì bên Grab người ta sẽ cắt luôn. Cắt luôn, có nghĩa là cũng sẽ về tài khoản của mình luôn. Cũng sẽ về tài khoản luôn. Và ví dụ như cái xe này thì sạc điện mình chỉ sạc ở những cái trụ sạc chứ mình không sạc tại nhà hay là ở một cái bên ngoài khác đúng không anh? Em thì em 100% em sẽ sạc ở các trụ sạc của Vinfast. Về cái sạc điện này thì mình cũng sẽ không liên quan gì đến thanh toán mà hoàn toàn sẽ là công ty sẽ xử lý cái đấy hết đúng không anh? Vâng ạ, bọn em chỉ tải app về và đến trạm sạc là bọn em sẽ quét mã QR. Chi phí đấy sau này sẽ, ví dụ như là mình sẽ trừ như thế nào đấy sau này chính sách công ty sẽ phổ biến cho anh em sau ạ. Về cái dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thì mình cũng sẽ theo cái kế hoạch của công ty, ví dụ đến thời hạn xe bảo dưỡng thì mình sẽ quay về xưởng để làm dịch vụ. Xe này cũng nhận đủ 10 năm bảo hành. Cũng như những người sử dụng xe thông thường khác. Xe thông thường anh ạ. Ví dụ mà bây giờ xe của mình mà nó có bị lỗi hay là vấn đề gì đấy mà mình không chạy được thì xe này đi sửa thì mình có được cấp một cái xe khác để chạy hoạt động anh? Có nghĩa là bây giờ thì ví dụ như một cái xe này nó cần phải sửa chữa hay bảo hành thay thế một cái phụ tùng gì đó mà nó phải tầm sửa khoảng một tuần chẳng hạn. Thì trong một tuần đấy mình có được cấp một cái xe khác để chạy không anh? Vấn đề đấy thì em chưa được phổ biến về cái vấn đề đấy đúng không? Vâng ạ. Xe gắn liền với lại một xe gắn liền với một xe đúng không anh? Vâng, hiện giờ là em đang tài xế, em lái từ cái hôm thử nghiệm đến giờ là cũng đã 15 ngày rồi. Và là mình quản lý luôn cái xe này không? Quản lý xe này, em mang xe về nhà. Có là xe này mình sẽ đưa về nhà chứ không cần phải đưa về bãi công ty. Vâng ạ. Nếu mà mình muốn đưa về bãi công ty thì sẽ có chỗ để không? Có ạ. Có không? Có bãi của bên đội Smart City sẽ có là bãi đỗ xe của Smart City anh ạ. Rồi. Thì mình sẽ gửi xe vào đấy, nếu như ví dụ nhà mình không có chỗ để xe chẳng hạn thì mình sẽ làm vậy không? Vâng ạ. Anh thấy trước kia khi anh chạy xe của dịch vụ khác chẳng hạn, so với GSM thì anh thấy nó khác biệt như nào? Ví dụ như trên VF E34 này. Nếu mà bây giờ em cứ đặt địa vị em vào em là khách hàng thì là em sẽ sử dụng. Có nghĩa là cùng một số tiền bỏ ra nhưng mình được trải nghiệm một dịch vụ tốt hơn nhiều anh ạ. Sẽ mọi người sẽ sử dụng rất là đông, rất là nhiều và họ sẽ rất ủng hộ. Anh ở cái vị trí là một người lái xe thì anh thấy cái xe này nó xem so với trong cái phân khúc này mà chạy dịch vụ thì anh thấy như thế nào? Nếu mà xe so xe cùng phân khúc ấy, thì sự rộng rãi, rộng rãi này, và cái độ vọt của xe rất tốt và chi phí là theo như em là em dùng đến hơn 10 ngày rồi là em thấy chi phí là rất là hợp lý. Kể cả từ giá bán xe đến cái chi phí sử dụng hàng ngày. Nếu như mình cũng không can thiệp được vào cái phần thanh toán nhỉ. Nếu mà mình biết được phần thanh toán thì mình sẽ biết được rõ hơn là một ngày ví dụ mình chạy bao nhiêu km mà mình cũng thể tính được. Mình cũng thể tính được. Vâng ạ, em cũng thể cũng tính nhưng mình đã tính nhầm qua được không? Tại vì là cái một lần sạc cho cái cục pin 40 kWh này nó chỉ rơi vào tầm hơn 120.000. Mình đi hiện giờ là đi là trung bình nếu mà hết cạn kiệt pin là cũng đã được 300 cây số một lần sạc. Thì mình tính ra là nói chung là taxi mình chỉ chạy loanh quanh trong thành phố thì nó cũng không tốn nhiều điện đâu. Vâng. Với cái xe này thì là đi trong phố nó lại đỡ hơn là xe xăng. Vâng ạ. Tại vì đi những cái tốc độ thấp nhẹ nhẹ thì nó sẽ khá là tiết kiệm. Cái này mà chạy trên cao tốc thì nó mới lại tốn hơn xe xăng. Đúng rồi. Tại vì nếu mà chạy trong thành phố chạy tầm 30-40 km/h đều thì nó lại là đó là cái mức tiết kiệm điện nhất. Cái món đồ nó là một món đồ công nghệ anh ạ. Đấy. Công nghệ thì nó sẽ tối ưu được cho ví dụ như dịch vụ công nghệ như này thì mình nghĩ là sẽ lợi. Đấy, nhiều người cũng muốn mua xe điện về để chạy dịch vụ nhưng mà chẳng qua là mọi người lo, nhưng bây giờ thì ví dụ như mình thuộc tập đoàn xe có vấn đề gì thì có bên VinFast người ta giải quyết rồi sẽ đỡ, với cả mình cũng sẽ ví dụ như Grab thì là xe của mình chạy luôn thì mình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái vấn đề về sửa chữa nó, mà nó nằm xưởng cái là mình cũng nghỉ luôn. Đấy, thế nên với cái việc mà đây là xe của công ty mình sẽ sử dụng để dịch vụ để chạy thì mình cũng đã bớt một cái phần nào đấy về cái lo ngại về xe cộ hay là về những cái vấn đề liên quan đến cái việc mà nghỉ các thứ không anh? Và mình cũng sẽ được hưởng một tháng, ví dụ mình có được nghỉ bao nhiêu ngày không anh? Bọn em làm là sẽ có 26 lệnh trong vòng một tháng. 26 lệnh? Vâng, 26 lệnh tương đương 26 ngày công à. Thì sẽ có 4 ngày nghỉ Một tháng mình sẽ có đến 4 ngày để nghỉ ngơi, nói chung là tài xế mà.
nhiều khi nó cũng mệt mỏi các kiểu, với cả ốm muốn nghỉ ngơi một cái khỏe, chứ còn nếu mà mình ốm hay là mình như thế nào đấy thì phục vụ nó cũng không tốt, lúc đấy thì nó cũng ảnh hưởng đến khách hàng. Một ngày mình chạy bao nhiêu tiếng tối đa nhỉ? Chưa em, phổ biến cái này chưa phổ biến anh ạ. Còn nếu mà trước chạy thì lúc thử nghiệm thì mình cũng chạy trung bình 5 đến 10 tiếng. Như xe anh chạy khoảng thời gian vừa qua thì anh thấy là pin một ngày anh chạy nó thoải mái không? Rất ổn định. Rất ổn định. Nói chung là cứ tối sạc còn ngày chạy thì có bình thường, hoặc là vào khu trung tâm thương mại anh sạc nhanh thì nó cũng nhanh quá. Vừa đi nghỉ trưa vào cắm xe lúc ra là cũng chạy buổi chiều thoải mái rồi. Như bình thường.